Đồng tiền có một sức hấp dẫn rất lớn mà nhiều người khó cưỡng lại được. Chẳng phải thế mà chúng ta vẫn nói rằng đồng tiền có ma lực. Và cũng vì thế mà một cụ ông người Trung Quốc dù đã 103 tuổi, nằm liệt giường đã nhiều năm nhưng vẫn giữ thói quen đếm tiền hàng ngày như khi còn nhân viên giao dịch ngân hàng. Cụ ông Lưu, 103 tuổi, sống ở tỉnh Sichuan của Trung Quốc với người vợ 90 tuổi và người con trai đã 75 tuổi. Người thân cụ Lưu cho biết mặc dù tuổi cao sức yếu phải nằm liệt giường nhiều năm nhưng cụ vẫn thích đếm tiền. Trước đây cụ từng làm nhân viên giao dịch ngân hàng và rất yêu thích công việc này. Do đó hàng ngày con trai cụ vẫn để những tệp tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ bên gối để cụ đếm. Mặc dù là người nghiện thuốc lá, song cụ Lưu có sức khỏe rất tốt và hiện đầu óc vẫn minh mẫn. Trước khi bước sang tuổi 100, cụ ông này thậm chí vẫn có thể tự đi lên xuống cầu thang tại nhà riêng hoặc đi bộ tới nhà bạn để chơi mặt trược. Hiện cụ dành hầu hết thời gian trên giường nghe nhạc trên đài phát thanh, hút thuốc lá và đếm tiền. Dạ vâng, chúng ta vẫn nói rằng là tiền bạc không thể mua được tình yêu, hạnh phúc hay là sự kính trọng. Tuy nhiên, theo một cuộc nghiên cứu của nhà khoa học Mỹ, tiền có thể giúp con người giảm đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Không phải nhờ việc mua thuốc hay thực hiện các liệu trình điều trị mà chỉ nhờ việc đếm tiền. Các nhà khoa học tại Đại học Minnesota của Mỹ cho rằng việc đếm tiền hoặc là nghĩ tới tiền khiến người ta có cảm giác bản thân được độc lập, không phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Trong khi các nghiên cứu trước đó đã chỉ ra sự liên quan giữa việc nhận thức một cách rõ ràng giá trị của bản thân với khả năng chịu đựng tốt những cơn đau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bạn không cần phải giàu sụ mới có cảm giác mạnh mẽ. Chỉ cần chạm đến tiền hoặc thậm chí nhìn vào màn hình vi tính đầy tiền là đã có thể vượt qua những cơn đau đớn hay buồn tủi. Vâng, và cụ ông người Trung Quốc trong câu chuyện trên, dù đã hơn 100 tuổi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, có lẽ là nhờ đếm tiền chăng? Nhưng quý vị cũng đừng vội mừng và cũng đừng lạm dụng việc đếm tiền để giảm đau, bởi kết quả kiểm tra lượng vi khuẩn trên 1 gram tiền giấy cho thấy là có đến hơn 200 triệu vi khuẩn nằm trên những đồng tiền đó. Và đáng lưu ý là vi khuẩn Bacillus chủ yếu gây bệnh đường ruột. Do vậy dù là đếm tiền sẽ cho chúng ta cảm giác rất thoải mái, nhưng quý vị cũng không nên lặp lại hành động này quá nhiều lần. Và tốt nhất là sau khi đếm tiền thì quý vị nên rửa tay ngay bằng xà phòng để bảo vệ sức khỏe.